chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng yếu, Nguyễn Thị Hồng kém, ngân hàng thấm đòn, nền kinh tế Việt Nam liêu xiêu. Năm ngoái là một năm đáng quên của ngành ngân hàng, khi mà nửa đầu năm các ngân hàng đã cạn rôm tín dụng, khiến cho rất nhiều ngân hàng không thể cho vay vào nửa cuối năm. Việc áp dụng rôm tín dụng là chính sách quá thô bạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm ngoái, hàng loạt ngân hàng nhận tiền gửi của khách hàng mà không có cách nào cho vay được do đã cạn rôm. Chính vì thế, nhiều ngân hàng đã hướng đến dòng tiền của khách hàng gửi vào thị trường trái phiếu và hậu quả là khách hàng đã bị trắng tay. Năm ngoái, ngân hàng đã bị dính đòn nặng, năm nay vẫn thế. Năm ngoái, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo con số lạm phát luôn dưới ngưỡng 4%. Tuy nhiên, nghịch lý là ngân hàng nhà nước lại siết rom tín dụng. Bởi vì ngân hàng nhà nước sử dụng chính sách áp rom tín dụng với mục đích chống lạm phát. Như vậy, với mức lạm phát thấp như họ thông báo, nhưng lại dùng chính sách chống lạm phát rất mạnh tay, thì điều đó cho thấy tỷ lệ lạm phát mà họ thông báo là không đúng. Trên thực tế, vật giá đã leo thang khoảng từ 10 cho tới 20%. Dòng tiền là mạch máu của nền kinh tế, là mạch máu của doanh nghiệp. Việc siết rom tín dụng để kiểm soát lạm phát nhưng lại gây ra nhiều hậu quả khác. Đó là doanh nghiệp đói vốn phải giải thể hàng loạt, dẫn đến tình trạng thất nghiệp, suy giảm tăng trưởng và rất nhiều hệ lụy khác. Thực tế năm ngoái, nền kinh tế rất ảm đạm, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa từ tháng 9 và sa thải nhân viên rất nhiều. Đấy là những chuyện đã xảy ra trong năm ngoái đến năm nay, mọi thứ thì vẫn lặp lại như cũ. Những vấn đề của ngành tài chính ngân hàng nếu không giải quyết dứt điểm thì sẽ ảnh hưởng đến cả nền kinh tế. Theo tờ báo Sputnik thì ngành ngân hàng Việt Nam bắt đầu ngấm đòn. Hiện nay nhu cầu tín dụng thấp, chi phí đầu tư vào tăng, nguồn thu từ tín dụng khó tăng và nguy cơ nợ xấu cao đang áp lên dự phòng rủi ro, khiến cho lợi nhuận của nhiều ngân hàng Việt Nam suy giảm nghiêm trọng ở nửa đầu năm 2023. Được biết, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 113.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Khi doanh nghiệp không thể tồn tại được và họ buộc phải giải thể thì tất nhiên nhu cầu tín dụng cũng giảm đi. Doanh nghiệp và ngân hàng như hai mặt của nền kinh tế vậy. Ngân hàng khủng hoảng thì doanh nghiệp cũng nghiệp ngòm theo, mà doanh nghiệp ngòm thì ngân hàng cũng khốn đốn. Bà Nguyễn Thị Hồng điều hành như thế nào mà năm ngoái hệ thống ngân hàng đã kêu rên, đến năm nay vẫn như thế? Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, từng cho biết các chuyên gia kinh tế thế giới đánh giá Việt Nam là đất nước không chịu phát triển, chứ không phải là kém phát triển. Câu nói này quả thực là rất chính xác, bởi nền kinh tế quốc gia nào kém phát triển thì vẫn có cơ hội phát triển dù chậm. Nhưng Việt Nam thì lại không chịu phát triển, nghĩa là không có cơ hội nào, thêm vào đó Việt Nam lại chọn mô hình chính trị lẫn kinh tế đều sai lầm. Chỉ khi đưa ra toàn dân đến đường cùng, không còn cái ăn thì họ mới chịu sửa sai. Tuy nhiên, cái sự sửa sai này vẫn chỉ là nửa vời, bởi nền kinh tế Việt Nam vẫn đang bị Đảng Cộng sản điều khiển một cách duy ý chí. Con số tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam là không đáng tin cậy. Tuy nhiên, cho dù là thống kê thật và con số đó thật đi chăng nữa, nó vẫn không phản ánh đúng bản chất, bởi sức mạnh của nền kinh tế Việt Nam đang đứng trên ba chân trụ. Đó là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư tại nước ngoài FDI. Trong đó, vai trò khối FDI ngày càng lớn hơn. Có thể nói, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trên ba chân trụ thì hết hai chân đã bị què, chỉ còn một chân tạm khỏe là FDI. Hai năm liên tiếp sau dịch, ông Phạm Minh Chính chẳng thể đeo lái được nền kinh tế khởi sắc. Trong hai chân bị què ấy thì khối doanh nghiệp nhà nước được ưu ái, còn khối doanh nghiệp tư nhân thì chịu đủ mọi sự khốn khổ. Thời kỳ kinh tế khó khăn, doanh nghiệp cần vốn vay để vượt qua khốn khó, nhưng ngân hàng thì lại không khỏe. Thì tự hỏi, khối doanh nghiệp tư nhân làm sao trụ cho nổi? Chính vì vậy, từ đầu năm đến nay đã có đến 113.000 doanh nghiệp đã phải ngòm củ tỏi, tức là đóng cửa. Đây là hệ quả tất yếu của nền hành kinh tế, hành chính, chính sách tiền tệ yếu kém của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ở phương diện chính phủ có một cặp tương xứng, kẻ yếu người kém, đó là kẻ điều hành chính sách tiền tệ và người điều hành chính sách tài khóa. Bà Nguyễn Thị Hồng, thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam, và ông Phạm Minh Chính, thủ tướng chính phủ.
chính sách tiền tệ đúng là tệ thật. Năm ngoái ngân hàng thì tơi tả, năm nay thì ngân hàng lại tả tơi. Ông Chính thì điều hành thế nào mà để doanh nghiệp chết như ngả dạ vậy? Cặp đôi Chính Hồng, một cặp đang cùng nhau băm nát nền kinh tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thủ tướng yếu, Nguyễn Thị Hồng kém, ngân hàng thấm đòn, nền kinh tế Việt Nam liêu xiêu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau phiên sơ thẩm, Hoàng Văn Hưng sẽ là đối tượng để thay đổi cục diện phiên phúc thẩm. Hoàng Văn Hưng đã bị phiên sơ thẩm tuyên án nặng hơn so với tội. Trong tổng số 54 bị cáo, có 48 bị cáo được tuyên án ở mức nhẹ hơn mức đề xuất. 6 bị cáo tuyên ở mức nặng hơn trong 4 mức án trung thân, trừ Phạm Trung Kiên thì 3 án còn lại đều bị tuyên nặng hơn mức Viện Kiểm sát đề nghị. Tuy nhiên, Hoàng Văn Hưng đã phải chịu một mức án quá nặng so với những căn cứ mà tòa dùng để buộc tội Hưng. Cho tới khi tuyên án, tòa chỉ căn cứ vào lời khai một phía để buộc tội Hưng. Cách xử án như thế này còn thua cả những quan tòa thời phong kiến, chứ đừng nói đến những phiên tòa ở các nước dân chủ. Tại các nước dân chủ, người ta luôn áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội. Mục đích là hạn chế oan sai, hạn chế việc áp các tội nặng hơn so với tội trạng thật sự của bị cáo. Và quan trọng hơn, nguyên tắc suy đoán vô tội thể hiện tính công bằng và nhân đạo của bộ máy tư pháp. Hoàng Văn Hưng có nhiều cái đáng giá để mặc cả với đường dây chạy án chưa bị lộ. Với luật pháp ở Việt Nam thì lại khác. Họ không áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội cho mọi đối tượng. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, nhiều tờ báo lề trái đã chỉ ra rằng quan tòa lại cố tình buộc tội bị can mà thiếu chứng cứ thuyết phục đối với án trung thân cho Hoàng Văn Hưng. Phiên tòa sơ thẩm vụ chuyến bay giải cứu đã kết thúc sớm hơn dự kiến đến 2 tuần. Một phần là do đã ngã giá xong các bản án, một phần khác là để tránh việc Hoàng Văn Hưng khai toạc ra hết. Tuy phiên tòa sơ thẩm đã kết thúc, nhưng hiện nay các bên đang nhắm tới Hoàng Văn Hưng. Không biết liệu trong phiên phúc thẩm, Hoàng Văn Hưng có vạ miệng mà khai ra cả đám đứng sau màn đấu giá của các bản án ở phiên sơ thẩm hay không. Nếu nói Phạm Trung Kiên ôm hết tội trạng để Đỗ Xuân Tuyên thoát tội, thì những nhân vật cộm cán trong đường dây chạy án chưa bị lộ cũng cần phải đàm phán với Hoàng Văn Hưng để Hưng không khai gì thêm trong phiên phúc thẩm. Ở phiên sơ thẩm, phe chạy án đã tác động đến tòa áp cho Hưng khung hình phạt trung thân là cách làm nóng vội, cảm tính. Trong bốn án trung thân, nếu không gỡ án cho Hoàng Văn Hưng thì ắt nhiều người ăn không ngon, ngủ không yên. Hoàng Văn Hưng hiểu hơn ai hết về con đường chạy án. Hưng đang ngồi tù nhưng môi giới chạy án vẫn có thể dễ dàng liên hệ với Hưng vì cùng là anh em đồng chí cả. Sự ngã giá đến từ hai phía bởi Hưng nắm bắt bí mật của không ít quan chức có máu mặt trong đường dây chạy án khủng này. Những chứng cứ bỏ lọt tội phạm trong quá trình khởi tố, truy tố và xét xử mà Hưng lập được chính là lợi thế để Hưng đấu giá bản án phúc thẩm. Nghề chạy án kiếm rất nhiều tiền nhưng cũng lắm rủi ro, bởi nhận tiền chạy án là ăn hối lộ để bóp méo bản án. Người ăn tiền chạy án cũng rất lo sợ, cũng phải ngó trước nhìn sau. Đặc biệt đường dây chạy án trong vụ chuyến bay giải cứu là rất quy mô, theo thông tin từ bên trong cho biết. Nếu khui hết đường dây này thì sẽ tạo ra một chấn động cực kỳ lớn trong đảng. Chiều ngày 4 tháng 8, báo chí cho biết Cục Điều tra Hình sự Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thi hành lệnh bắt đối với ông Võ Đình Sớm, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Chuyện thẩm phán nhận tiền chạy án thì rất nhiều, nhưng liệu bắt được bao nhiêu đây? Được biết, vào tháng 11 năm 2014, ông Sớm, lúc đó là thẩm phán chánh án Tòa Kinh tế Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, đã nhận 10 triệu đồng của một ông đương sự trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu chấm dứt hành vi trổ cửa trái phép. Chỉ với 10 triệu đồng tiền chạy án là con số rất nhỏ so với những vụ án khác, nhưng giờ vẫn bị khui lại và bị bắt. Đây là hồi chuông cảnh báo cho mọi đường dây chạy án. Tuy nhiên, có lẽ ông này không chỉ nhận 10 triệu đồng từ 9 năm trước,
mà còn nhận nhiều vụ án khác, nhưng cơ quan điều tra không công bố mà thôi. Chạy án là một loại tội phạm nhan nhản trong chế độ này. Nó rất kinh khủng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin sau phiên sơ thẩm, Hoàng Văn Hưng sẽ là đối tượng có thể thay đổi cục diện ở phiên phúc thẩm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.